Rồi Vũ mình chào các bạn nha, mình đang ở trên suối Ông Đình. Đây là gặp em siêu phẩm đi chơi cỏ nè. Trời ơi, sơn đẹp dữ à. Nè mình sơn nguyên con luôn hả? Nè lá lâu cho ta. À mua lâu rồi mới sơn lại. Nó nằm trong suối Ông Đình luôn hả? À 7.600 nha các bạn. Rồi các bạn coi nè toàn cảnh ha. Mùi bọng đồ mâm vỏ nguyên bình sơn lại hết ha. À, anh xài lâu mà anh sơn lại. Cản nè, à, đèn trước nè. Đèn trước, đèn là bọng đồ thay mới hết ha. Đây, cầu của nó nè ha. Cặp siêu phẩm đậu trên bờ. Đẹp quá đẹp luôn. Cầu có tóc ngắt cầu luôn. Cục máy T3 nha các bạn. Xe này là xe đi kéo luôn. Mùi sơn xong rồi mới lợp lại luôn ha. Lợp lại các bạn nhìn đẹp không? Này phía sau nè. Cắt xong chưa? Dạ xong rồi. À xong rồi. Là xe này xe đi kéo mà. Dạ. Không phải đi kéo mì chưa? Kéo được mấy cái máy chiến. À kéo máy chiến hả? Bữa nay như nghe nói Hòa Lùng cũng kéo trong đây hết mà. Hòa Lùng kéo không biết kéo cánh nào. Nè, nghe nói cái như dưới à. Nè, đằng nó đá ở đằng cái cầu mà đi xuống dưới đó. À chứ phải trong đây hả? Không. À vừa nãy các em bên đó nói Hòa Lùng với anh Đẹp kéo bên đây. Tính Hòa Lùng với anh Đẹp kéo bên đây chứ. Nuôi bò nhiều không cưng? Con à. À 20 con hả tính 20 con nói đơn giản quá 20 con nhiều chứ bữa ít đâu. Xe này nó về ăn được bao lâu? Hai bữa hả? Hai bữa là tính ra hai bữa nay cũng được hết chứ. Mình, hai bữa là mình có dặm gì vô thêm không? Cỏ dồi nữa. À cỏ dồi nữa hả? Cỏ dồi mình trồng ở nhà hả? Chứ 20 con nó ăn dữ lắm các bạn ơi. Đây vô mùa mưa mình cắt cỏ cũng dễ ha. Đám này cỏ quá trời. Vậy là này cỏ nuôi luôn hả? À cỏ tự lên. Mưa kiến lên quá trời. Cái chiếc này mình sơn hết khoảng bao nhiêu tiền cơ? À chú đi sơn hả? À tự nhà sơn hả? Ồ tự nhà sơn quá đã luôn rồi. Chứ mà nếu mà ra thợ cũng cả 10 triệu á. Tầm 10 triệu mười mấy triệu chứ không hết đâu. Tại vì chiếc BX á đi ra tiệm sơn là cũng rẻ nhất là cũng 10 triệu á. Tại này mình sơn sơn mình bọng sơn hết mà. Ủa hơi nó xì hơi sơ hết rồi. Hay là cái còn máy chìa phá hả? Ống này là ống nhớt K1 nè, để mình bên cái mọt nè. Cái cổng hơi. À, chui điện xi nhan. Bình hơi để sau ha, bình sơn hơi để sau cổng hơi ha. Có học để đồ. Vỏ sau là 18.434 nha. 18.434. Còn vỏ trước là 12.428. 2.428 nha. 7.600. 7.600 chẳng thì nhịn đã rồi. Quá ngon luôn. Quá im. Sạch sẽ khô ráo. Hôm nay kéo mấy chiến hả? Trên có cây kèn. Ôi chú nhà là thợ luôn hả? Có đâu, nhà tự sơn chứ không có thợ đâu. Nhưng mà tự sơn như là tay nghề cũng dữ ăn à. Tự sơn mà đẹp quá. Rồi thôi con chạy đi. Quay đoạn chơi thôi. Quay cảnh ra.
toàn thấy chả cỏ mà chạy nhanh ghê không. Cắt cỏ cắt bằng máy lên là nhanh nha. Chiếc này các bạn coi bốn cái vỏ nè. Cái vỏ sao còn rất đẹp luôn nha. Cái vỏ sao giống như là mới thay vậy. Kiểu cái sơn dọn lại các bạn, sơn dọn lại xong rồi thay vỏ luôn nha. Vỏ đẹp quá đẹp. Cái lỗ nó hơi sâu. Xe này đi kéo nha, đi kéo cũng được mấy lần ha. Nằm ở xuống đình cho mình không biết chiếc này nằm khúc nào nữa ha. Tính gà ở nhà nuôi 20 con bò là cũng nhiều dữ lắm luôn các bạn. 20 con bò là nhiều lắm đó nha. Mình phải trồng cỏ vô cho ăn thêm, chứ không trồng cỏ vô cho ăn thêm là coi như mình cái cắt cỏ là cũng như coi như là chịu không nổi á. Phải trồng nuôi có đó là phải trồng cỏ thêm này. Đừng mà kinh bên đây nước về. Kinh này thì nó đi thẳng ra cống Năm Miệng, thẳng ra cống Năm Miệng xuống đình, nhưng mà nó không thấu ra được bờ kinh. Kinh này chủ yếu là nước nó lấy về từ ở trên kinh Tân Phong á. Kinh Tân Phong về nha. Kinh Tân Phong nó về 7-8 năm xong rồi nó sẽ đi vô bạo mạc, vô bạo mạc rồi đi ra đây nha. Bạo mạc đi thẳng là đi thẳng đi vô là hướng bạo mạc. Ở trong đây có nuôi bầy vịt trong đây nè. Trong đám chuối nè. Chủ bầy vịt nè, ở ngoài cái quán ngay chỗ cái cầu đó, xong rồi ra tới Trà Vông. Cầu kinh xuống đình. Giờ mình đợi đợi cái chiếc Billy Good bên đó kìa, chắc cả cây mì gà bò cả bờ kinh ra chơi các bạn. Tại trước đó qua quay khúc nó xong mình mới đi chỗ khác nha. Đó, đang chắc qua đây nè. Rồi đợi chút xíu nha các bạn. Rồi video mình kết thúc đây nha. Một lát qua anh kia quay bên kia. Đây nước về qua đây nè. Này nó nhanh hơi à. Tại bữa nay mưa quá nước trên ruộng lúa người ta có nước hết rồi. Không dám lấy vô nhiều mì người ta ngập á. Rồi chào các bạn nha.